bắt đầu một ngày làm việc nào. Hình như có gì đó sai sai. Ôi, may mà phanh kịp, cây cầu bị gãy mất rồi. Làm sao bây giờ? Xe tẹp mắt cũng đi lên cây cầu này rồi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Này anh bạn, có chuyện gì thế? Di chuyển đi chứ. Ôi trời, lại có một chiếc xe khác đi lên cây cầu kia. Ôi, ôi, sao lại đứng giữa đường thế? Đi mau lên, đừng đẩy nữa, dừng lại đây. Ai bảo bọn mi đứng giữa đường? Ôi không, cả ba chiếc xe đều rơi xuống hố rồi. Lên, 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 lên. Ôi, ôi, suýt thì ngã xuống rồi. Tránh đường, tránh đường. Ôi trời, lại có xe khác rơi xuống hố rồi, nguy hiểm quá. Một cơn mưa to bất ngờ kéo đến. Sáu chiếc xe nằm trong hố không thoát ra được. Nước mưa xối xuống. Chẳng mấy chốc, sáu chiếc xe đã bị nhấn chìm bởi cát và nước. Bùn đất quá. Đã tìm thấy bàn xe đầu tiên rồi. Chúng ta tiếp tục nào. Xe bàn thứ hai đang dần lộ ra rồi. Bãi đây rồi. Đặt tạm ở đây nào. Tiếp tục tìm kiếm thôi nào. Hình như có gì đó ở đây. Ồ, là một bạn xe khác. May mà không bị chảy xước gì. Xuống sâu hơn nào. Bên dưới có một bạn xe nữa kìa. Cẩn thận nào. Lao vội bùn đất xung quanh đi nào. Vậy là chỉ còn lại bạn xe tại mắt nữa thôi. Bãi đây rồi. Không có tổn hại nào lớn cả. Để xem còn gì không nào. Không còn gì nữa sao? Vậy là công tác cứu hộ hoàn thành rồi. Cùng làm sạch cho các bạn ấy nào. Bùn đất bị rửa trôi rồi kìa. Thần kỳ quá. Bông rồi, hoan hô. Tại một ngôi đền thần bí. La 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 la. Khoan đã, cái gì vậy nhỉ? Đúng lúc này, chiếc lọ đặt trước ngôi đền bỗng phát ra một ánh sáng xanh. Ôi đẹp quá, không biết bên trong nó có cái gì nhỉ?
Đột nhiên chiếc bình rung lắc dữ dội, nắp đậy biến mất. Một luồng khói đen từ miệng bình bay ra, kèm theo là một hồn ma xuất hiện. Hồn ma nhập vào người xe quái thú đang đứng bên dưới. À, cái gì thế? Con! Mắt của xe quái thú biến thành màu đỏ, hoàn toàn bị con ma kiểm soát. Cuối cùng ta cũng có một cơ thể mới rồi. Con mồi đầu tiên kia rồi. Đứng lại! Mi định chạy đi đâu? Đúng phải ta là do mi xui xẻo thôi. Đi kiếm mục tiêu khác thôi. La 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 la. Con mồi khác đây rồi. Đi đâu thế chú em? Ôi không, là xe quái thú. Tinh mắt đây. Chạy mau. Đứng lại. Cô vai. Nó đâu rồi? Đi bên này xem sao. May quá, thoát rồi. Hắn dễ lừa thật đấy. Ôi không, phía trước là một chiếc hố sâu. Làm sao để qua được bây giờ? Tóm được Mi rồi nha. Tên kia mà đuổi kịp thì gây gon. Mi đang tìm ta sao? Ai đó? Lẽ nào? Ngạc nhiên chưa? Ôi không, hắn đuổi kịp mình rồi. Thôi chết, mình đang trượt xuống hố. Để ta giúp một tay nha. Không. Phải không? Cứu với, tôi bị kẹt dưới này rồi. Cứ ở dưới đó mà hưởng thụ đi nha. Xe quái thú đã trở về hang ổ của mình để nghỉ ngơi và chờ đợi con mồi tiếp theo. Hôm nay trời đẹp quá. Giúp với, xe tải quái vật đã đẩy tôi xuống đây. Trời ơi, sao cậu lại bị mắc kẹt dưới này vậy? Chờ tôi một chút nhé. Tomater đi tới chỗ của xe tăng và trực thăng nhờ họ giúp đỡ cứu mặt Queen và tố cáo chuyện mà xe quái thú đã gây ra. Được rồi. Here we go. Tôi ở đây, cứu tôi. Được rồi, đừng hoảng. Hoan hô, trực thăng cứu thành công mặt Queen rồi. Cảm ơn anh. Không có gì. Nó ở hướng này, anh xe tăng. Chính là chiếc hang động này. Được rồi, giao cho tôi. À, chuyện gì thế? Trời nhiều sao quá. Ba quả đạn pháo của xe tăng đã khiến con ma thoát khỏi cơ thể của xe quái thú rồi bay đi. Cảm ơn hai anh đã cứu tôi. À, không có gì. Đi nhanh lên nào. Đoạn đường này vắng quá. Phía trước có vật cản kìa. Cẩn thận. Xe áp tải vì quá to lớn nên đã đâm sầm vào những hòn đá trên đường rồi đổ xuống. Xe quái thú nhân cơ hội thoát ra ngoài. Ta đi đây, bọn ngốc. Ôi không, xe quái thú bỏ trốn rồi. Tại một vườn thú. Ôi, những con vật đáng thương. Để ta thả tự do cho các ngươi nha. Xe quái thú phá hỏng hàng rào bao quanh vườn thú, khiến cho các động vật bên trong hoảng sợ và bỏ chạy. Vui thật đấy, kiếm chỗ khác phá thôi nào. Thôi chết, muộn giờ rồi. Con mồi tiếp theo đã xuất hiện. Đứng lại. Chào ngươi, ta đứng đây từ chiều. Ôi ôi, là tên tội phạm mới trốn thoát đây mà. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ôi không. Còn chưa xong đâu. Nhận lấy tiếp này. Xin anh, đừng làm thế. Cầu xin cũng vô ích thôi. Chết nè. À, giải rành, mày dám lừa ta. Cho chừa cái thói bắt nạt nhé. Đi báo cho xe cảnh sát thôi.
Một, hai, ba, lên nào. Cố lên, sắp được rồi. Ây da, thành công rồi. Xe cảnh sát ơi. Lenny kể lại mọi chuyện cho xe cảnh sát biết. Ta hiểu rồi, ta tới chỗ hắn thôi. Hắn ta đây rồi. Bám theo nào. Tên kia, đứng lại. Đã xác nhận được mục tiêu. Làm ơn tha cho tôi. Đừng mà.